Vâng thưa quý vị và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời lượng để quan tâm về các tin tức dịch bệnh trên thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi mà Tổ chức Y tế Thế giới công bố biến thể mới Omicron đáng quan ngại, các nhà khoa học trên toàn thế giới đang chạy đua để có thể giải mã về biến thể này. Trái với công bố trước đó, biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tại Nam Phi, các nghiên cứu gần đây nhất lại cho thấy rằng biến thể này có thể đã xuất hiện tại một số quốc gia trước khi mà có báo cáo từ Nam Phi. Và vào ngày 1 tháng 12, cơ quan y tế Nigeria thông báo đã phát hiện biến thể Omicron trong các mẫu bệnh phẩm từ tháng 10 năm 2021. Đây cũng là thông tin mở đầu cụm tin vắn về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các quốc gia trên thế giới trong 24 giờ qua. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria vào ngày 1 tháng 12 thông báo sau khi tiến hành giải truyền từ gen của các hành khách bị phát hiện mắc COVID-19 khi nhập cảnh vào hồi tháng 10, các nhà nghiên cứu nhận thấy dấu vết của Omicron trong một số mẫu bệnh phẩm. Tuần trước, Nigeria cũng đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là hai hành khách đến từ Nam Phi. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc ngày 1 tháng 12 thông báo, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 5.000 ca và số bệnh nhân nặng cũng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Đông Bắc Á này. Hàn Quốc hiện đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất đối với khả năng lây nhiễm COVID-19 sau khi ngày 30 tháng 11, giới chức y tế nước này thông báo phát hiện các ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 1 tháng 12 thông báo nước này ghi nhận thêm 91 người mắc COVID-19 trong cộng đồng, tăng mạnh từ 21 ca cách đây một ngày. Tất cả 91 bệnh nhân đều đến từ khu vực nội mông phía bắc Trung Quốc. Một quan chức tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc khẳng định nước này chưa phát hiện bất kỳ ca nhiễm biến thể Omicron nào cho đến nay. Ngày 30 tháng 11, giới chức Mexico cho biết sẽ triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 cho người cao tuổi. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mexico khẳng định sẽ không đóng cửa các hoạt động kinh tế bất chấp sự xuất hiện của biến thể Omicron. Tổng thống Mexico cam kết sẽ triển khai tiêm mũi tăng cường càng sớm càng tốt do một số khu vực vẫn chưa hoàn thành chiến dịch tiêm mũi 1 và 2.